Hello, chào mừng cả nhà đã đến với kênh YouTube của Nguyên Ròm Vlog. Hôm nay là coi như là Nguyên Ròm đến cái khu nghĩa địa này cả nhà, là nó nằm ở trong cái rừng tràm đó. Mà hình như là Nguyên Ròm đã có quay ở đây một tập rồi, nhưng mà lâu lắm rồi Nguyên Ròm không có vào cái khu này, tại vì ở trong này nó rừng tràm nó vắng vẻ lắm cả nhà, và nói chung là nhìn nó rất là rùng rợn nên Nguyên Ròm không có vào tràm không à, chỉ có cái khu nghĩa địa ở trong đó, nhưng mà xung quanh thì không có nhà cửa gì chứ, chỉ có khu nghĩa địa thôi. Và hôm trước thì cách nay cũng lâu lắm rồi, Nguyên Ròm có quay một tập và thấy thì cũng có những cái hiện tượng tâm linh hiện hữu, nhưng mà cái nơi này cũng xa cho nên Nguyên Ròm không có quay lại đây được. Và hôm nay Nguyên Ròm quay lại đây để quay xung quanh, xong Nguyên Ròm sẽ lựa cái ngôi mộ nào đó trẻ tuổi và Nguyên Ròm sẽ đặt camera cả nhà. Và bây giờ đi thôi cả nhà. Ok, và bây giờ đi thôi cả nhà. Hôm nay mình vào đây mình quay á, thì mình cũng có nghe một hai tiếng nhạc. Ở đây là coi như là xung quanh là toàn là những cái bụi tre này cả nhà. Và bên đây thì rừng tràm. Nếu mà cả nhà xem một cái nhà có nghe nhạc gì đó thì mong cả nhà thông cảm. Mình cũng sắp đến cái khu mộ rồi cả nhà. Đây thì nó có một cái dầu cũng khá là lớn. Và trước mặt mình là một cái gò mối to lắm cả nhà. Và mối này khủng khiếp luôn. Bây giờ mình đang đi qua cái khu mộ cái này. Cái khu mộ này nằm sâu trong cái rừng tràm này. Ok, thì bây giờ mình đã tới cái khu mộ cả nhà. Ở đây thì mình thấy có một cái ngôi mộ của một người phụ nữ. Ngôi mộ này thì cũng mắt cũng chắc còn chắc là trẻ cả nhà. Mới có 23 tuổi thôi. Và mình sẽ đi sâu vào trong này. Đây bông bọng gì đâu bay tùm lum đây nè. Những cái hoa sen chắc ta cắm ở đây, những bài xuống đây. Thì cũng rất là lâu rồi cả nhà.
như là lâu lắm rồi, cách này cũng lâu lắm, mình có quay một tập ở hai ngôi mộ này nè cả nhà. Và ở chỗ này thì nó rất là xa cái chỗ của mình sống, cho nên mình không có trở lại đây. Hôm nay mình đi ngang đây nên mình vào đây mình quay. Thì mình thấy thì ở đây thì đây nó cũng được 7-8 ngôi mộ gì đó. Rồi mình thấy ở đây thì có một cái ngôi mộ của một một bé gái coi như là mắc là 16 tuổi cả nhà. Nhưng mà ngôi mộ này thì mắc cũng lâu à. Để mình đi xích ra đây. Ở đây thì mộ này có một đôi mộ cổ nè cả nhà. Mộ và đá thằng ông. Còn ở đây thì thanh niên 17 tuổi cả nhà. Nhưng mà ngôi mộ thanh niên này thì nếu mà đặt camera thì đặt không được, tại vì nó bị khuất cái ngôi mộ cổ này cho nên không đặt được. Và bây giờ mình sẽ đảo lại đây để mình đặt camera cái ngôi mộ 17 tuổi này nha cả nhà. Và bây giờ mình xin tạm ngưng camera để mình đặt nha cả nhà. Ok, thì nãy giờ Nguyên Trầm đã chuẩn bị sẵn nhang đèn rồi cả nhà và bánh. Bây giờ Nguyên Trầm sẽ đến đó đốt đèn cầy và mình đốt hương nha cả nhà. Sáng ok thì Nguyên Đồng sẽ đi ra ngoài. Thì Nguyên Đồng thấy cái độ sáng cũng ok rồi. Bây giờ Nguyên Đồng đi ra ngoài cả nhà. Và bây giờ Nguyên Trầm đi ra ngoài cả nhà.
rồi sẽ đi ra ngoài cái đường cổ, cái đường trống ngoài này, rồi ngồi ngoài này cả nhà. Ok, và rồi sẽ tắt camera này để chuyển qua camera bên kia cả nhà.
Thì nãy giờ mình ngồi đây cũng lâu rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi vào đó cả nhà. Ok thì mình đã tới cả nhà. Thì nãy giờ mình ở ngoài kia mình cũng không biết trong này có hiện tượng gì hay không, nhưng mà khi mình mới bước vào cả nhà là mình hết hồn luôn. Như là cái bình hoa tự nhiên sao nó ngã dưới này nè cả nhà. Còn nhang với lại bánh thì mình vẫn thấy y tinh. Chỉ có hai ngọn đèn cày ở trên này chắc gió thổi tắt thôi. Và mình chỉ thấy có bình hoa này tự nhiên sao nó ngã dưới đây thôi. Thì xung quanh đây thì cũng không có gì thay đổi, chỉ có cái bình hoa thì mình thấy nó ngã đó thôi. Thì mình cũng không có biết là nó có hiện tượng gì hay không, nhưng mà cả nhà nếu cả nhà xem mà có thấy hiện tượng nào đó thì cả nhà hãy comment bên dưới. Và cả nhà đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và bây giờ mình sẽ kết thúc clip đây. Mình chúc cả nhà có một buổi tối an lành và hạnh phúc. Và chào tạm biệt cả nhà.